Chào mừng các em đến với khóa học tiếng Anh lớp 10, bộ sách Global Success trên trang web olm.vn. Unit 9: Protecting the Environment. Chúng ta tiếp tục bài 9 với phần writing. Sự biến đổi khí hậu, hoạt động khai thác quá mức cùng những tác động tiêu cực khác của con người đã tàn phá môi trường, đưa nhiều loài sinh vật đi đến bờ tuyệt chủng để bảo vệ các loài động thực vật hoang dã, rất nhiều tổ chức đã ra đời. Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ viết về những tổ chức đó. Writing about a wildlife organization. Trên màn hình, cô có, có biểu tượng của hai tổ chức bảo tồn động vật hoang dã. Em có biết đây là tổ chức nào không? À, lần lượt chúng ta có biểu tượng của Quỹ Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, World Wide Fund for Nature, viết tắt là WWF, và Save the Elephants, STE. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về WWF với bài đọc sau đây. Kèm cùng đọc thông tin trên màn hình và hoàn thành bảng tóm tắt sau về tổ chức đã cho. Đầu tiên là loại hình tổ chức, kind of organization. Chúng ta có thông tin này ngay từ câu đầu tiên. It's a non-governmental organization. Đó là một tổ chức phi chính phủ. Tiếp theo chúng ta cần thông tin về thời gian thành lập của tổ chức. Tổ chức được thành lập vào năm 1961, vậy đáp án của chúng ta là 1961. WWF có hai mục tiêu, một trong số đó là xây dựng một tương lai trong đó con người tôn trọng thiên nhiên. Và mục tiêu còn lại đó là ngăn chặn quá trình phá hủy môi trường tự nhiên. To stop the process of destroying the environment. Thông tin về tiêu điểm hoạt động của tổ chức nằm ở đầu đoạn văn thứ hai. Sự tồn tại của các loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng và sự bảo vệ môi trường sống tự nhiên của chúng. The survival of endangered animals and the protection of their natural habitats. Cuối cùng là thông tin về số dự án mà tổ chức này đã tài trợ, đó là 1.300 dự án trên toàn cầu. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành bảng với thông tin về WWF. Đây chính là 5 thông tin quan trọng khi chúng ta viết về một tổ chức. Quay trở lại với bài đọc. Tương ứng với 5 thông tin vừa rồi, những mẫu câu nào đã được sử dụng trong bài? À, chúng ta có các mẫu câu rất quen thuộc đúng không nào? Để nói về loại hình tổ chức, chúng ta có thể sử dụng câu với động từ to be. It is a an. Ví dụ, is a non-governmental organization hay it is a non-profit organization. Tiếp theo, khi nói về thời gian tổ chức được thành lập, chúng ta nhớ sử dụng dạng câu bị động ở thì quá khứ đơn. It was set up in cộng với năm hoặc là by cộng với tên người sáng lập. Để nói về mục tiêu, chúng ta có thể sử dụng aim như một động từ hoặc danh từ. Các em chú ý, khi sử dụng là động từ, chúng ta sẽ sử dụng it aims to cộng với động từ nguyên thể. Hoặc khi sử dụng là danh từ, chúng ta sử dụng dạng sở hữu its aim is to cộng với động từ nguyên thể. Ý tiếp theo chính là trọng tâm công việc của tổ chức. Chúng ta dùng luôn động từ focus. Much of the work focuses on Đằng sau sẽ là danh từ, cụm danh từ hoặc verb ing. Và cuối cùng, chúng ta nói về số lượng các dự án mà tổ chức đã hỗ trợ. It has supported projects. Nhiệm vụ của các em ngày hôm nay là viết về tổ chức Safety Elephants. Từ tên gọi, em hãy cho cô biết tổ chức này có mục tiêu gì? Đây là một câu hỏi không khó đúng không nào? Sau đây, có sẽ cung cấp cho chúng ta những thông tin cần thiết về tổ chức Save the Elephants. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận, a non-profit organization. Tổ chức được thành lập vào năm 1993 bởi Ian Douglas Hamilton, nhà động vật học người Anh nổi tiếng với những nghiên cứu về voi. Tổ chức này có hai mục tiêu. Thứ nhất đó là đảm bảo loài voi không bị tuyệt chủng, bảo vệ môi trường sống tự nhiên của voi Trọng tâm công việc của tổ chức sẽ bao gồm 3 lĩnh vực chính, đó là bảo vệ, nghiên cứu và nhận thức. Về bảo vệ, tổ chức tập trung vào việc ngăn chặn nạn săn bắt bất hợp pháp voi, đặc biệt là ở châu Phi và châu Á. Trong lĩnh vực nghiên cứu thì tổ chức tập trung vào việc làm việc với các nhà khoa học và chuyên gia để tiến hành nghiên cứu các tập tính của loài voi. Cuối cùng về nhận thức thì tổ chức tập trung vào việc nâng cao nhận thức của con người thông qua phim ảnh, truyền hình và các hình thức truyền thông mới. Cuối cùng, tổ chức Save the Elephants đã hỗ trợ 335 dự án ở 40 quốc gia trên toàn thế giới. Dựa vào những thông tin này, em hãy viết đoạn văn về Save the Elephants trong vòng 120 đến 154 và gửi bài viết của mình vào phần Q&A bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi chào các em và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo